Trên đời có một thứ dùng bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua nổi, đó là gì? Tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ trên đời, ai cũng phải nhận ra rằng điều ấy là đúng. Nhưng có rất nhiều thứ không có nghĩa là tất cả. Sẽ có một lúc bạn hiểu ra rằng tiền có thể mua được hàng triệu chiếc đồng hồ, nhưng không thể mua được một thứ, đó là thời gian. Và có một người rất là keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp bo bo, chẳng dám ăn tiêu gì. Và tích cóp cả đời thì anh ta cũng có để giành được một gia tài lớn. Nhưng chẳng ngờ đời người như ánh chớp, tháng ngày đã tận. Một hôm thần chết xuất hiện và thần chết đòi mạng anh ta. Đúng lúc ấy anh ta mới nhận ra rằng mình chưa được hưởng thụ một chút gì từ số tiền mình đã tích cóp được. Và anh ta bèn nài nỉ: "Tôi sẽ chia 1/3 gia tài của tôi cho ngài. Ngài chỉ cần cho tôi sống thêm 1 năm để hưởng thụ cuộc sống được không?" "Không được," thần chết nói. "Và vậy thế tôi biếu ngài 1/2 nhé. Ngài cho tôi 1/2 năm nữa được không?" Chàng trai tiếp tục khẩn khoản và van xin thần chết. "Không được." Thần chết vẫn không đồng ý và phũ phàng từ chối. Anh chàng lại nói: "Thế vậy thì tôi xin giao hết tài sản của cải cho ngài. Chỉ cần ngài cho tôi sống thêm 1 ngày thôi. Vậy được chứ?" "Không được." Thần chết lần này vừa nói vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay để lấy mạng của anh ta. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin thần chết lần cuối: "Vậy xin ngài cho tôi 1 phút để tôi viết di chúc được không?" Lần này thần chết gật đầu. Anh ta run rẩy lấy chiếc bút và viết ra dòng chữ trong nước mắt giàn giụa: "Xin hãy ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi 1 ngày."